Rồi đối với lại phần chương trình con thì chúng ta đã xài rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ hiểu lại nó một cách rõ ràng hơn. Vận dụng nó một cách linh hoạt hơn. Ha. Đối với lại cái bài tập của mình. Trong phần slide 5 thì cho các bạn ôn tập lại why, do why, for. Trong quá trình làm, nếu mà các bạn có vướng cái gì thì chúng ta sẽ ôn tập lại. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đi qua phần hàm. Hàm của chúng ta. Hôm trước chúng ta dùng hàm mục đích để làm gì? Những buổi trước chúng ta dùng hàm mục đích để làm gì? Để code của chúng ta là sao? Nhìn rõ ràng hơn. Gọn gàng hơn. Có một số bạn hồi nãy thầy chấm láp, thầy thấy là code của các bạn đẩy nguyên trong cái sheet K luôn. Và đọc rất là khó đọc. Nếu như mà đối với lại cái K đó, các bạn gom hết tất cả các code đó, bạn đẩy ra một cái hàm. Thì khi mình đọc đến, mình rất là dễ hiểu. Đó là nhiệm vụ hết sức cơ bản của hàm. Là gom cái code mình lại. Nhưng mà thực sự của hàm nó còn hay hơn nhiều so với việc là mình gom code lại. Ví dụ mình gọi cái bài tính dây thừa, lúc nãy là thầy nói các bạn là bài tính dây thừa, và cái bài này có thể mình lặp lại, mình sẽ sử dụng ở rất là nhiều lần. Thì nếu như mà bạn không dùng hàm thì bạn phải code đi code lại cái đoạn code này. Còn nếu mình dùng hàm thì mình chỉ cần gọi cái tên, tên hàm thôi. Đó là cái mà rất là hay. Và mình có thể là truyền tham số vào. Truyền tham số vào. Lúc này thì tính dây thừa của 3. Lúc kia thì tính dây thừa của 5. Và sau khi mình tính dây thừa xong, thì mình lấy được giá trị ra. Thì đấy là những cái tính năng vượt trội của hàm. Mà nó sẽ giúp cho cái đoạn chương trình của mình linh hoạt hơn. Đó là cái vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng hàm. Vậy đối với hàm thì cấu trúc này là cấu trúc chung. Kiểu trả về. Kiểu trả về. Cái hàm mà mình đang xài ở đây có kiểu trả về không? Có không? Hàm demo continue nè, có kiểu trả về không? Có. Kiểu trả về ở đây là kiểu void. Void là kiểu dữ liệu không có kiểu. Kiểu nó là kiểu vô định. Người ta gọi là kiểu vô định. Là không định kiểu. Nhưng mà có trả về. Rồi ok. Void. Còn nếu như bạn muốn trả về kiểu in, kiểu double, kiểu plot, kiểu string, kiểu tra sao hoặc là kiểu tra thì tùy các bạn. Mục đích của bạn muốn lấy cái gì ra. Giống như bạn đi vô một thư viện. Khi mà vô xong rồi, bạn lấy cái gì ra? Nếu như bạn chỉ vô đọc sách thôi thì bạn đi ra tay không. Nhưng mà bạn vô bạn mượn sách thì bạn đi ra là một cuốn sách. Mình lấy ra cái gì? Đó. Điều kiện vào thư viện mở là không có điều kiện vào thì cứ vô thoải mái. Còn nếu mà có điều kiện vào là giả sử thẻ sinh viên. Ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như thế thì cái điều kiện vào ở đây là giá trị vào. Thì chúng ta ví dụ như vậy để các bạn thấy là có giá trị vào hay không có giá trị vào. Tên hàm, danh sách các tham số truyền vào. Và cái này là lệnh. Và cuối cùng có return hay không. Nếu như bạn trả về một cái giá trị mà không phải là vô định, tức là không phải là void, thì chắc chắn bạn phải dùng return. Còn nếu như bạn trả về kiểu void thì không cần return cũng được. Đó. Rồi, mình sẽ ví dụ về một cái bài toán liên quan đến tính tổng. Một bài toán liên quan đến tính tổng. Để các bạn thấy là mình có truyền tham số vào và không truyền. Bây giờ thầy sẽ viết ba cái tổng, bốn cái tổng.
Thứ nhất là void tổng 1 mở ngoặc đóng ngoặc hết. Đây là mình đang tính tổng của hai số nha. Tổng của A cộng B. Mở ngoặc đóng ngoặc hết. Và thầy sẽ viết cái tổng 1 này như thế nào? Void tổng 1. Mình sẽ nhập vào, nhập A. Tại vì mình chưa có giá trị của A lấy gì tính, đúng không? In A phẩy B. Mình chưa có giá trị A. Rồi, thì mình phải nhập A. Nhập B. Nhập B. Tổng. Tổng A cộng B bằng. Đây, chú ý giùm cho thầy. Phẩy A phẩy B phẩy, được không? A cộng B, được không? Xuất ra không? À, chỗ này A thì thay thế ở đây. Phần trăm D. B thay thế ở đây. Phần trăm D. Tổng thay thế ở đây. Phần trăm D. Mình đang dùng nguyên. Thì như vậy là được. Dưới này không cần return. Không cần return. Và chúng ta chạy tổng 1. Tổng 1. Chạy coi. Nhập A bằng 5. B bằng 7. Tổng 5 cộng 7 bằng 12. Nhưng giả sử thầy có cái AB rồi. Ví dụ trên này thầy có x bằng 9, y bằng 15. Thầy muốn tính tổng x cộng y bằng mấy? Tức là giá trị của mình có sẵn rồi. Đó, bây giờ mình muốn tính x cộng y bằng mấy? Và đôi khi cái việc mà x y này là mình muốn tính tổng cả hàng chục lần, thì bạn cần phải viết giúp cho thầy một cái hàm tổng void tổng 2 in A in B, và xuống đây mình viết cái tổng 2. Tổng 2. Mình chỉ cần xuất ra tổng A, B và A cộng B. A nó lấy từ đây, B nó lấy từ đây, A cộng B. Không cần nhập bởi vì có A, B sẵn rồi. Vậy lúc này chúng ta gọi tổng 2. A là X, B là Y. Rồi, chạy thử coi. Chỗ này mình xuống dòng cái chứ không là nó bị dính đó các bạn. Rồi. Ví dụ 1, 2 là bài tổng 1. Rồi, tổng 1 của mình 1 cộng 2 bằng 3. Tổng 2 của mình truyền vào x bằng 9, y bằng 15, cộng bằng 24. Và mình có thể gọi lại cái hàm này rất nhiều lần. Ví dụ mình cho x bằng 123, phẩy y bằng 456, ví dụ như vậy.
và tổng 2 x y thì lại một lần nữa tổng này mình khỏi cần, tổng 1 này bỏ đi. Như vậy mình có tổng tổng được không? Bây giờ thầy muốn lấy tổng này cộng với tổng này. Cộng được không? Bây giờ mình đang viết cái tổng 2 này là gì? Vô cộng xong cái xúc luôn. Nhưng mà nhu cầu của thầy là mình lấy 9 cộng 15 bằng nhiêu? Sau đó cộng tiếp cho 123 cộng với 456. Mình muốn gom hai cái tổng đó lại. Vậy thì có phải là mình muốn lấy cuốn sách ra không? Tính tổng xong mình đừng có xúc bên trong mà mang ra giùm cho tôi. Đúng không? Vô tiệm ăn mua một hộp cơm mang về đây, chứ không phải vô ăn cho xong rồi đi về cái thân không. Đó, như vậy nó khác nhau thôi. Vậy đi vô mua hộp cơm mang về đây, ở đây có cơm, còn ở đây là cái dạng là gì? Đi vô tiệm cơm ăn xong rồi về, không có mang cái gì ra hết. Như vậy mình sẽ viết một cái tổng 3. Mình viết một cái tổng 3. Tại vì sao nó xuất hiện tổng 3? Tại vì nhu cầu nó khác. Nhu cầu nó khác thì nó phát sinh cái khác. Và kiểu trả về của chúng ta là kiểu in. Được không? Tổng 3 là kiểu in. Thì tổng 3 viết tương tự tổng 2. Viết tương tự tổng 2. Chỗ này kiểu in. Nhìn nha. Nhìn giùm thầy nha. Dịch thử coi. Tổng 3. Khi mà các bạn dùng tổng 3 thì chỗ này bạn phải return. Return A cộng cộng B. Và bên trong cái dạng return này thì không cần xúc. Xúc cũng được, nhưng mà thực sự không cần xúc các bạn. Không nên xúc. Tại vì nhiệm vụ của mình là gì? Tính tổng xong, mang cái tổng đó ra phía bên ngoài. Công việc ra bên ngoài làm cái gì đó là chuyện. Được không? Cho nên chỗ này, khi mình gọi tổng 2, thì mình gọi trực tiếp như vậy. Còn nếu như muốn thì bạn gọi tổng 3 cũng là x y. Nhưng nếu bạn gọi tổng 3 như vậy đó thì nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Tại vì nó đâu có xuất ra đâu. Tổng 3 x phẩy y. Chạy. Không thấy gì hết. Bởi vì tổng 3 của mình là gì? Nó trả về cho mình một con số. Nhưng mà mình đâu có làm gì đâu. Mình muốn thấy được tổng 3, mình phải làm gì? In cái tổng 3 này ra. Đó. Phần trăm D phẩy tổng 3. Như vậy bạn mới thấy được. Đây, 24. Mình lấy được cái giá trị của nó trả ra. Mình lấy được 24. Đó. Ví dụ, bài toán tính dây thừa của mình. À, mình muốn tính dây thừa. Hoặc là bài toán tính bình phương. Hoặc là bài toán tính số mũ. Mình viết lại. Như vậy, mình muốn sử dụng được cái tổng 3. Tổng 3 này nó y chang như một cái biến. Cho nên mình muốn thấy được cái biến, mình phải xúc nó ra mình mới thấy được. Đó. Còn bình thường tổng 2 là mình chỉ cần gọi. Tại vì bên trong cái tổng 2 nó làm sao? Nó có xúc cho mình rồi. Bên trong tổng 2 nó có xúc rồi. Còn tổng 3 thì nó chưa có xúc gì hết. Nó chỉ trả lại cái giá trị thôi.
không có một cái lệnh xuất nào hết. Mà không có lệnh xuất thì mình muốn nhìn nó, bản thân cái hàm tổng ba này mình không nhìn thấy gì hết. Mình muốn nhìn thấy thì mình phải mượn một cái lệnh gì? Mình mượn một cái lệnh, lệnh xuất ở đây, mình mới thấy được tổng tổng ba, được chưa? Đó, như vậy thì tùy muốn trả về hay không, muốn truyền tham số vào hay không, đó là tùy mình. Hàm là để gom lại một số cái lệnh chung một nhiệm vụ. Còn muốn truyền tham số vô hay không có truyền tham số vô là do mình quyết định. Muốn lấy tham số ra, lấy giá trị ra hay không cũng do mình quyết định luôn. Có nhu cầu lấy ra thì lấy ra, còn không có nhu cầu thì thôi. Đó, như vậy thì qua bài toán cụ thể, chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể cho các bạn.